mặt nước hồ thanh bình và nhẹ nhàng trên chiếc vai ô. Những vết rách hình vẽ một bức tường đổ. Phong cách lãng tử của chàng cao bồi cô đơn Lucky Luke trên chiếc đèo. Mạnh mẽ, mãnh lực, rực lửa với ma tốc độ. Đó là những hình vẽ có thể bắt gặp trên laptop của những bạn trẻ trong thời gian gần đây. Sự hoang dại, huyền bí của hình thổ dân trên chiếc Honda 67. Những đường tơ run rẩy, mong manh, lãng mạn và tinh tế trên chiếc Spacey. Phải chăng đây là những hình dán đề can nhan nhản đang trở thành phong trào chơi của những 8X Hà Thành? Hay một nghệ thuật đặc biệt đang xâm nhập vào Việt Nam, làm nên một phong cách mới cho giới trẻ? Thực sự lúc đầu mình cũng nghĩ rằng là đây có thể là các bạn nó dán lên, dán đề can hoặc là tạo thành một thú chơi. Chứ qua một số kênh về chuyên về vẽ và độ xe như Discovery thì mình thấy rằng mình có nghĩ rằng là ở Việt Nam mình chưa thể làm được đấy trình độ như thế này. Mình biết đấy là sơn và nó cũng là một cái hình thức rất là độc đáo, nhưng mà mình không nghĩ rằng là nó có thể đẹp được như thế. Xuất hiện năm 1879 tại Iowa, Mỹ, Ebers bắt đầu từ một đam mê biến những vật dụng cá nhân thành những hàng độc. Ngay từ khi ra đời, một tờ báo của Mỹ đã gọi đây là nghệ thuật của những sắc màu, cá tính và những bất ngờ. Không lâu sau đó, người ta biết đến Ebers nhiều hơn chỉ những chiếc xe phân khối lớn, những chiếc Chopper, Shadow, những chiếc xe mang phong cách bụi, phủi thời thập niên 60-70 của thế kỷ 20. Những hình vẽ dũng mãnh, khoáng đạt, một chút phong trần, một chút cảm tính khiến Ebers trở thành một nghệ thuật của trang sức và sáng tạo. Ba thể loại Ebers với 9 phong cách, 9 dòng vẽ khác nhau. Ngay cả ngài Abner Pierre, cha đẻ của Ebers, không thể nghĩ rằng một ngày Ebers phát triển đa dạng, đa phong cách như thế. Viết bằng súng sơn nó không như là bằng bút chì hay là bút lông, mình có thể tẩy xóa đi được. Đây là một cái là khi mà mình đưa một đường vẽ thì là nó sẽ có cái độ xòe của cái bút ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng sang cái mảng màu khác, nên mình phải rất là tỉ mẩn đấy, mình che từng khoảng một để mình vẽ. Cách pha sơn nó khác hoàn toàn với cả cái việc pha màu vẽ bình thường, tức là mình lên màu nó có thể nó có sự thay đổi mà mình chưa tìm hiểu hết được. Đấy là những khó khăn. Đây là những mẫu vẽ đã được xuất hiện trên laptop, cũng là không gian sáng tạo của những bạn trẻ trong nhóm Kazakh. Mê mẩn sự biến ảo khôn lường của trò chơi sắc màu từ sơn nước, họ say sưa với sự chuyển động của bút vẽ, với những sắc độ, đường nét. Cây bút sơn phun vốn chỉ cho ra duy nhất một dạng nét điểm tròn viền mờ, rất khó trong việc tạo ra các đường nét mảnh. Sơn phun lại đa phần có lợi thế trong việc tạo ra mảng màu mà rất khó trong việc xử lý các chi tiết. Hai cái khó nhân lên đặt ra trong bàn tay người họa sĩ. Đấy là chưa kể việc tạo ra các mảng màu, kỳ công như màu lửa, xóm xém cũng bắt người họa sĩ phải xử lý đến 5-6 lớp sơn khác nhau để tạo ra những hiệu ứng đặc biệt, những gam màu sắc độ khác nhau. Nó đòi hỏi tính cẩn thận rất lớn. Chỉ một chút chủ quan là bao nhiêu công lao lúc ban đầu là lại phải là vẽ làm lại. Trước khi đặt bút, người họa sĩ phải định dạng được cả tác phẩm trong đầu, từ bố cục đến màu sắc. Bắt đầu sáng tạo một tác phẩm là bạn sẽ đặt chân vào một cuộc chơi không cho phép bạn dừng, bởi chỉ một chút lơ là, thiếu tập trung, một chút sai lệch trong nét vẽ là đi tong cả một tác phẩm. Đấy là chưa kể những yếu tố phụ thuộc vào thời tiết, vào độ ẩm của không khí. Hoặc chỉ giản đơn như việc xử lý không kỹ bề mặt của sản phẩm, thì cả công sức của người họa sĩ cũng có thể trở thành công cốc. Nếu nói rằng nghệ thuật là sự tỉ mỉ và kỳ công, là sự tập trung và sáng tạo, thì có lẽ nó cũng là những định ngữ cho môn nghệ thuật Ebers. Khi mình chạm vào từng cái bức vẽ một thì mình cảm thấy nó rất là mịn màng, hơn là mình dán ở đề can rất là nhiều. Ví dụ như là vẽ một cái lông ngỗng ở trên một cái xe máy chẳng hạn, thì mình có thể cảm nhận từng cái sợi tơ của nó đang chuyển động theo cái hình của ánh nắng phản chiếu. Mỗi cái dòng nghệ thuật khác thì nó có một cái phong cách vẽ nó khác nhau. Phong cách Ebrush thì thường là ở trên thế giới đang tập trung vào trang trí ở trên xe máy, trên ô tô, thì có một cái nhánh nữa là cũng trang trí ở trên tường.
nó khác hẳn với cả các cái graffiti hay là vẽ những cái môn nghệ thuật khác như là mural. Graffiti thì nó gần như là nó kiểu dạng quần chúng, mang tính quần chúng. Thì Ebert thì mang tính nó hơi cá nhân một chút. Tức là nó dựa theo, vẽ theo và dựa theo cái sở thích đặc biệt riêng của từng người. Cùng ra đời vào những năm đầu của thế kỷ 20, cùng tạo nên những phong trào chơi hình vẽ trong giới trẻ. Graffiti là nghệ thuật vẽ tường, là nghệ thuật tạo ra những mảng khối vẽ lớn, những không gian của sắc màu sống động. Trong khi đó, airbrush thiên về những hình vẽ mang tính chi tiết, dành cho những vật dụng cá nhân, nơi mỗi người có thể thỏa sức sáng tạo, nơi không bao giờ bị khuôn lại bởi những bố cục quy chuẩn. Trong khi graffiti tạo nên những làn sóng, những cơn sốt, những cách thể hiện mình gây sốc trên phương diện xã hội, thì airbrush lại đi vào chiều sâu, lan tỏa, tạo những hiệu ứng không theo bề rộng. Không ồn ào nhưng đầy cầu kỳ và hoa mỹ, không sôi động nhưng đầy công phu và sáng tạo. Cũng là những bất ngờ, nhưng bất ngờ trước mỗi tác phẩm airbrush là cái bất ngờ của ngạc nhiên, thích thú, bất ngờ để rồi lặng yên chiêm ngưỡng, để cảm nhận được từng nét, từng xúc cảm của người họa sĩ trong mỗi tác phẩm độc nhất của mình. Cũng là một người họa sĩ đó mà vẽ đúng hình như thế thì không bao giờ giống được. Mà chỉ trong một cái cảm xúc nhất định nào đó thì người họa sĩ mới vẽ được lên một tác phẩm, và chỉ vẽ một phẩm một đúng một lần duy nhất thôi. Dùng cái từ gì nhỉ? Cái từ hàng độc. Mỗi người chỉ được sở hữu một hình vẽ, một hình vẽ duy nhất thôi. Tức là mình sẽ không phải đụng hàng với cả ai đó. Một mình một phong cách. Mỗi người với những cái hình vẽ, với những cái đồ vật cá nhân, với những hình vẽ ngộ nghĩ, nó sẽ tạo một nét riêng, và khi mà mình nhìn những cái hình vẽ này mình cảm giác rất là thú vị. Hào hoa và trang nhã, lãng mạn và tinh tế. Airbrush là thế, hàng độc như một khái niệm dễ kích thích nhất đối với giới trẻ. Bởi với họ, chọn một phương thức làm độc cũng là một cách để khẳng định mình. Nổi bật giữa đường phố với một chiếc Honda 87 không giống của bất cứ ai, với những hình vẽ khiến người đi đường ngoái lại nhìn trầm trồ chiêm ngưỡng. Những chiếc xe là cả tác phẩm, là cả một nghệ thuật của sự sáng tạo, dụng công của người họa sĩ. Những cái khô cứng của máy móc, những thứ chỉ được xác lập với dầu mỡ, bỗng trở nên sống động hơn rất nhiều bởi những trang sức mà airbrush mang lại. Và có một cảm thức khác về chiếc xe vốn vẫn chỉ coi là phương tiện cho sự dịch chuyển. Cũng như những chiếc laptop của những người trẻ high-tech, với Airbrush đây không đơn thuần là câu chuyện trang trí đồ vật, mà là câu chuyện cá tính và sáng tạo của một cái tôi không giống ai, một cái tôi đặc biệt và duy nhất trên những vật sở hữu của chính mình. Cảm thấy rất là bất ngờ, và khi cũng chỉ bằng những công cụ đơn giản như lông gà mà có thể vẽ được những cái hình như là hình lá chuối và những cái hình rất là phức tạp. Ngay như một cái tấm bia, hay như một cái lông gà, hay như một cái cốc, có thể làm ra một cái hình vẽ rất là đẹp. Một miếng bìa nhỏ để bắt đầu những phác thảo giản đơn và dễ dàng nhất. Chiếc bút gạch để khuôn hình. Một chiếc nắp ca của hộp sơn bỏ dở. Một cây bút vẽ mà một màu sơn duy nhất. Chỉ với từng ấy công cụ một cách nhanh chóng nhất và một cách bất ngờ nhất, người họa sĩ Airbrush này đã có thể làm nên những bất ngờ trong việc sáng tạo. Có một chút phóng khoáng như cách một người Á Đông chọn lối vẽ thủy mặc, có cái hiện đại và bình dị trong việc lựa chọn công cụ. Chẳng cứ phải cầu kỳ cao sang, chẳng cứ phải tỉ mẩn, chỉ với vài nét vẽ, vài đường phun sơn, vài động tác giản đơn, một bức vẽ đã hoàn thành. Airbrush là như thế. Hãy bắt đầu sáng tạo bằng chính những gì bạn có trên tay, trên những gì bạn có trong tay. Hãy sáng tạo như việc bạn bắt đầu đặt bút cho một cái tôi của mình, một cái tôi đặc biệt,
và hoàn toàn khác biệt. Để rồi rất có thể đẹp và không đẹp, nhưng người khác sẽ luôn phải lặng yên để chiêm ngưỡng.